Thực hiện thí điểm tự chủ từ đầu năm 2020, tuy nhiên thời điểm bệnh viện Bạch Mai tự chủ đúng vào lúc dịch bệnh COVID-19 bùng phát, bệnh viện nhiều lần bị phong tỏa, đồng thời nhân lực và vật lực được tập trung toàn bộ cho công tác chống dịch tại bệnh viện và các điểm nóng trên cả nước, cùng với số lượng người bệnh đến khám giảm mạnh, khiến nguồn thu của bệnh viện trong năm 2020 và 2021 sụt giảm 2.000 tỷ mỗi năm. Nguồn thu của bệnh viện là hiện tại thu hoàn toàn theo giá của bảo hiểm y tế. Do vậy thì cái nguồn tài chính mà thu được rất là hạn hẹp. Bệnh viện không có nguồn lực để đầu tư lại cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, thù lao cho người lao động. Có 7 cái cơ cấu để hình thành lên một cái giá dịch vụ y tế. Thì hiện nay là bệnh viện mới được thu có 4 thôi. Tưởng tượng là một cái nhà máy sản xuất ra một cái sản phẩm với giá thành là 7, nhưng chỉ được bán ra là 4 thôi. Thì như vậy làm sao anh càng làm anh sẽ càng lỗ. Điều đó là rất khó khăn. Bên cạnh đó, hiện nhiều máy móc hiện đại trong các đề án liên doanh liên kết tại bệnh viện đang phải dừng hoạt động. Những khó khăn vướng mắc trong công tác đấu thầu, mua sắm cũng dẫn tới tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ người bệnh. Theo yêu cầu của các hoạt động tư pháp liên quan đến bệnh viện ở trong thời gian trước thì các máy này đã phải ngừng lại và gọi là dùng cái từ đắp chiếu, không được đem ra dùng cho bệnh nhân đã hơn 2 năm nay. Đây là một cái điều vô cùng thiệt thòi cho bệnh viện, bởi vì bệnh viện không có phương tiện để dùng cho người bệnh. Người bệnh thì lại không có phương tiện để được thực hiện các cái chuyên môn kỹ thuật chuyên sâu. Hiện nay, số lượng bệnh nhân đến khám và điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai đã tăng gấp 5 lần so với những tháng đầu năm. Có ngày lên tới gần 10.000 bệnh nhân khám ngoại trú mỗi ngày. Số lượng bệnh nhân đông nhưng lại thiếu thiết bị, nhân lực. Nhiều bác sĩ phải trực tại bệnh viện 24/24 giờ. Theo các bác sĩ, Bệnh viện Bạch Mai nếu tự chủ chắc chắn phải tăng doanh thu. Lúc đó sẽ gây khó khăn cho bệnh nhân nghèo, nhiệm vụ an sinh xã hội của bệnh viện không được đảm bảo. Tiếp nhận đề xuất của Bệnh viện Bạch Mai, quyền Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan cho biết, Bộ đã làm việc với hai đơn vị đang thực hiện tự chủ của Bộ để đánh giá kỹ, từ đó trình lên Chính phủ các phương án để tháo gỡ vướng mắc trong mô hình tự chủ tài chính tại bệnh viện.